chào tất cả mọi người. Lại là Nguyên Nguyên và mình đã trở lại với Tarot Fury rồi đây. Sau cái tập đầu tiên thì Nguyên rất là bất ngờ, rất là hạnh phúc khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là comment tích cực của mọi người về cái tập vừa rồi. Cho nên là Nguyên đã mau chóng quay trở lại đây để tiếp tục mang đến cho các bạn những thông điệp tích cực. Và cũng không để các bạn chờ đợi thêm nữa, chúng ta sẽ bước vào chủ đề ngày hôm nay. Tình tiền 2021 của các bạn sẽ như thế nào, để coi là tiền tới hay là tình nở hoa nha. Và Nguyên cũng sẽ chuẩn bị ba tổ bài như mọi khi. Chúng ta sẽ có một bộ bài để nói về tiền. Tiền trước. Đây là bộ bài nói về tiền. Còn bây giờ là tin nè mọi người. Tin nè mọi người ơi. Thêm một lá dự đoán tổng quan để cho các bạn dễ chọn thì hôm nay Nguyên sẽ đặt đá lên nha. Bây giờ tụ đầu tiên, tụ 1 sẽ là viên này, là thạch anh tím. Tụ 1. Tụ số 2 sẽ là thạch anh khói. Tụ 2 nó to dần á mọi người. Và tụ thứ 3 là thạch anh hồng, rất là to. Đây là baby mà mình rất cưng. Thạch anh hồng tụ 3. Rồi, Nguyên nhắc lại nha, cũng như cũ như tập trước, các bạn sẽ chọn một trong ba tụ này và chỉ nghe thông điệp cái tụ nào mà bạn quan tâm thôi. 1, 2, 3. Còn các bạn thích nghe hết ba tụ thì cũng không sao. Rồi, ở đây chọn hết cho mọi người. Rồi, nhắc lại nha, 1, 2, 3. Nếu các bạn chọn xong hết rồi, Nguyên sẽ bắt đầu với tụ 1. Rồi, hồi hộp quá. Bây giờ tụ 1 trước nè. Tình hay tiền sẽ nở hoa. Coi nha, đầu tiên mình sẽ coi tarot của các bạn có gì đã. Và tarot các bạn có Two of Pentacles, 2 xu, Page of Wands, tay gậy, The Moon, lá mặt trăng. Thời khắc của sự thật đang tới. Một lá tình và một lá tiền. Đây là lá tiền và đây là lá tình nha mọi người. Tiền trước, recovery, có phục hồi. Lá tình các bạn có heart to heart conversation. Rồi, bây giờ để coi thông điệp chung sẽ là Tortoise, bạn có lá con rùa và lá rose. Các bạn ơi, các bạn biết thông điệp của lá rose này là gì không? The romance is in the air. Tình yêu khắp nơi mọi người ơi. Rồi, tụ này hả? Tình lên hương nha mọi người. Xin lỗi, mình bị liệu đó mọi người. Tình lên hương nha. Nhưng mà để mình giải bài trước đã nè. Đầu tiên, nếu mà hỏi rằng là năm 2021 này giữa tình yêu và công việc, tiền bạc, các bạn cái nào chọn hơn, thì mình xin được trả lời chúc mừng các bạn tụ 1. Nó rất là cân bằng. Các bạn vừa có một sự dồi dào và ổn định về mặt vật chất mà lại vừa có một sự nở hoa trong chuyện tình cảm. Nhưng mà thật ra cái chuyện này á, nó rất là đúng với quy luật của vũ trụ các bạn ạ. Có nghĩa là khi mà chúng ta ổn, chúng ta tốt, chúng ta có một sự phát triển bản thân một cách toàn vẹn thì tự nhiên những cái thứ xung quanh mình rất là tốt, và đặc biệt là tình cảm mình sẽ tốt. Không phải là giàu mới có tình yêu, mà là khi các bạn khỏe mạnh nè, vui vẻ nè, lạc quan nè, và có một cuộc sống ổn định vững chắc thì chắc chắn là tình yêu các bạn sẽ hạnh phúc thôi. Và đó chính là các bạn tụ 1 trong 2021. Trong năm này các bạn sẽ có, đầu tiên các bạn có một sự phục hồi về mặt tài chính. Có thể nói là năm 2020 là một năm đi xuống rất là nhiều so với những năm trước của các bạn. Có nghĩa là nếu mà hồi những năm trước đó các bạn kiếm 8 đồng, 9 đồng thì tự nhiên năm 2020 các bạn chỉ được kiếm có 3 đồng, 4 đồng hay gì đó. Các bạn cảm thấy rất là áp lực về chuyện đó. Và tới năm 2021 thì nó phục hồi nha các bạn. Và nó có sự cân bằng, ở đây có rất nhiều tình cờ. Nó có sự cân bằng, nó có sự phục hồi, nó có sự đi lên, nhưng mà nó sẽ là sự đi lên từ từ. Và nó thấy được cái sự phát triển tích cực thông qua cái hành động của các bạn. Có nghĩa là cái năm này là cái năm mà bạn đầu tư vô chỗ nào, bạn nỗ lực ở chỗ nào thì cái chỗ đó nó sẽ ra tiền, nó sẽ đúng ý các bạn. Và song hành với chuyện đó nha, thì chuyện tình cảm á, nó sẽ có một cái bước tiến không hề nhỏ. Đầu tiên các bạn có Romance in the Air, lá rose nè. Lá này á, thì thường mình cảm thấy là với những trả bài mình từng làm á, cái lá này xuất hiện khi mà hai người trong giai đoạn hẹn hò. Đây là một dự đoán về một mối quan hệ hẹn hò, và nó liên quan đến cái chuyện là một cái điều gì đó chưa từng được chia sẻ. Thí dụ một cái mối tình mà kiểu như đang crush nhau á, nhưng mà sau đó nó sẽ có một bước thăng tiến. Thí dụ như crush nhau thì sẽ chính thức hẹn hò, còn hẹn hò rồi thì sẽ chính thức cam kết, mà cam kết rồi thì chuẩn bị về chung một nhà. Nói chung là nó có sự thăng tiến đó mọi người. Nó có một cái sự rõ ràng với nhau về mặt chia sẻ suy nghĩ, đi tỏ tình hoặc là đi cầu hôn. Đó, đại loại vậy. Các bạn sẽ có những cái bước tiến đó từ chỗ không rõ ràng đó. Các bạn có The Moon nha, từ mối quan hệ kiểu hơi không rõ ràng tới một giai đoạn rất rất rõ ràng. Và Romance is in the air, chúc mừng tụ 1, không chỉ tình mà tiền cũng ok luôn. Vui quá. Đó là tụ 1, bây giờ mình để tụ 1 bên, mình sẽ qua tụ 2 nha. Tụ 2 là viên thạch anh khói này đúng không mọi người? Tụ 2 là viên thạch anh khói này đây. Rồi, tụ 2 coi tụ 2 có gì, tarot trước.
Tổ 2 chúng ta có 5 of short, 7 of one, 10 of pentacle. Không, vậy mới đúng. Sorry mọi người. Vậy nha. Rồi, ok. Khoảnh khắc có sự thật lại đến. Về mặt tiền bạc các bạn có Peaceful Solution. Và về tình yêu tổ 2 ơi, this could be the one tới rồi. Oh my god. Oh my god, oh my god. Bình tĩnh, mình bị quá khích đó mọi người. Tụi mình chọn tổ này. Ok, coi các bạn có gì nha. Các bạn có Torch, đây là lá ngọn đuốc. Đó là sự phát triển về mặt tâm linh và phát triển nhận thức. Và có lá Quill, get back to the basic. Ok. Các bạn tổ 2, các bạn tổ 2, các bạn sẽ có một sự thăng tiến về mặt tình cảm. Và mình cảm thấy là có khả năng tổ 2 năm 2021 này các bạn sẽ kết hôn. Không, ý là mình không nói mình đâu mọi người. Nhưng mà ý là các bạn tổ 2. Mình đang có các bạn tổ 2 nha. Các bạn tổ 2 tại sao vậy? Thật ra thì về mặt tiền bạc á, mình không thấy các bạn có gì đó quá nổi trội. Nó có nhưng mà nó lại không đến từ các bạn không. Cái hai vậy nào, ở đây các bạn có lá 10 xu. Đây là một trong những cái một trong những cái lá thể hiện sự thịnh vượng và giàu có vật chất. Trong bộ xu là về tiền bạc vật chất đúng không? Thì 10 xu là lá cao nhất. Thì các bạn có 10 xu gọi là tiền bạc, các bạn có sự thăng tiến. Nhưng thường á, 10 xu á, nó lại là một sự thăng tiến tiền bạc vật chất với gia đình các bạn ạ. Và nó còn đi kèm với việc là các bạn có discovery the one nè, các bạn có gặp the one. Và cái việc tổng quan cái trả bài như vậy á, mình cảm thấy là các bạn sẽ có sự thăng tiến tiền bạc. Nhưng nó đến từ cái việc là bạn tìm thấy được một ai đó mà các bạn đi đến cam kết, đi đến kết hôn. Và vì vậy cho nên cái sự vững chắc của hai người khi kết hợp với nhau ấy, nó tạo ra một sự thăng tiến về mặt tiền bạc. Thậm chí mình cảm thấy có một số bạn trong cái tụ này, có thể là nếu các bạn đã lập gia đình rồi nha, thì năm 2021 cái tiền bạc các bạn sẽ có sự thăng tiến, nhưng mà đến từ cái người bạn đời của các bạn. Thí dụ như là chồng các bạn có sự thăng tiến sự nghiệp nhờ vậy mà bạn được hưởng lay, hay là cái người mà bạn sắp kết hôn á, ảnh có một cái sự phát triển về mặt tiền bạc, thì thế là cái cuộc hôn nhân các bạn nó đến sớm hơn. Đó là tình trạng của tụ 2. Tụ 1 á là tự các bạn đã ổn định tài chính. Còn cái tụ này nè, cái sự ổn định tài chính không phải các bạn phụ thuộc, nhưng mà là nhờ cái người kia, nhờ sự giúp đỡ của người kia, nhờ cái sự cộng hưởng của hai bên mà tiền bạc của các bạn có một cái sự ổn định và dồi dào luôn. Nhưng mà khả năng cao là tụi này sẽ kết hôn. Tụi này nếu mà có kết hôn thì nhớ dòng lại cái trả bài này để nói cho mình biết, mình chia vui với mọi người nha. Chúc mừng các bạn tụ 2. Trời ơi, đám cưới, sẽ có đám cưới. Ok, cuối cùng là tụ 3 nè. Thạch Anh Hồng, tụ 3 nha. Rồi, để xem tụ 3. Tụ 3 có gì nè. Tụ 3 có 3 kiếm, 6 of Wands, 6 gậy, và Queen of Pentacles, nữ hoàng xu. Rồi, để coi tiền bạc các bạn có gì nha. Tiền bạc các bạn có no. Từ từ, rất bình tĩnh mọi người ơi, rất bình tĩnh. Và cả tình cảm các bạn có word waiting for. Chết rồi, không sao mọi người. Các bạn có happiness and well-being, các bạn có sức khỏe và niềm vui. Và các bạn có disappointment in a friend or a lover. Ok. Một giây, mình hiểu rồi. Các bạn tổ 3, ban đầu mình sợ là cái chuyện tình cảm mà không vui á là nó xảy ra trong năm 2021, nhưng mà mình lại cảm thấy là không, cái chuyện đó là chuyện đã qua rồi. Tại vì ở đây các bạn có ba kiếm, sự tổn thương đổ vỡ, và có đi kèm một cái lá về sự flirt, ở đây là một sự thất vọng về bạn bè hay tình cảm gì đó. Nói chung là các bạn có một cái tổn thương hay là một cái chuyện cũ gì đó nó không được vui vẻ, nhưng thật sự nó đã qua. Và sau khi mà các bạn đi qua cái đổ vỡ này á, các bạn nhận thức là để mình hạnh phúc á, mình chỉ có thể tự lo cho bản thân mình thôi. Có nghĩa là bạn có ý thức độc lập về việc xây dựng được
cái cuộc sống riêng cho mình. Bằng chứng là năm nay các bạn sẽ có set of one là đây là lá của sự thành công, là lá của sự ăn mừng chiến thắng, đại loại vậy. Và mình cảm thấy có khả năng cao là những bạn tụ ba này nè vừa trải qua một cái đổ vỡ nào đó và các bạn đang tập trung hết sức lực vào việc phát triển công việc của mình. Thí dụ các bạn có dự định mới, các bạn khởi nghiệp, các bạn chuyển qua công việc mới hay các bạn bắt đầu đi học cái gì đó và các bạn muốn hướng bản thân mình, nếu là các bạn nữ nha, các bạn muốn hướng bản thân mình thành những nữ cường kiểu tự lo cho cuộc đời mình giống như chị Lý Nhã Kỳ vậy đó, vào những đêm cảm thấy quá cô đơn thì tôi lấy hộp xoàn ra đếm. Không biết sao mình nghĩ tới hình ảnh chị đó khi mà các bạn, khi mà mình coi cái tụ ba này thì các bạn nữ mà chọn cái tụ ba này, các bạn hoàn toàn cái kiểu như vậy, các bạn đang tìm kiếm cái sự độc lập và cái sự vững vàng cho riêng mình. Và vì vậy cho nên nó là cái năm này nè, nếu mà hỏi là tiền bạc các bạn có lên hương hay gì gì đó hay không thì tạm thời là mình thấy chưa, nó sẽ không rõ ràng, nhưng nó sẽ là cái bước tiến về mặt con người của các bạn trước. Thí dụ như là các bạn đi làm, các bạn chưa có mức lương quá cao nhưng các bạn bắt đầu cái hành trình mà mình muốn làm, các bạn cảm thấy vui vẻ, các bạn cảm thấy lạc quan, các bạn biết mình là ai, mình muốn gì. Các bạn là Queen of Pentacle mà, các bạn là nữ hoàng xu mà, các bạn cảm thấy mình rất là so hot and sexy khi các bạn một mình và that's okay. Các bạn có sinh nè, the sinh ở đây là happiness and well being, các bạn có sức khỏe, các bạn có niềm vui, các bạn có rất là nhiều may mắn, đồng thời là chuyện tình cảm ấy theo đó nó sẽ còn có rất là nhiều cơ may trước mắt, nhưng mà tạm thời mình chưa thấy nó rõ ràng tại vì thực tế là các bạn vừa trải qua đổ vỡ mà các bạn cũng chả có muốn nhảy vào một mối quan hệ nào đâu, cho nên mình cảm thấy là thật ra các bạn tụ ba không có quan trọng cái chuyện tình yêu. Các bạn vô đây là để coi cái tiền bạc các bạn sao, mình cảm thấy vậy. Và tụi ba hãy cứ giữ cái tinh thần này, giữ cái tinh thần mà mỗi đêm buồn bã chúng ta lại lấy hộp xoàn ra đếm cho mọi người. Và nếu như một ngày nào đó mà nhiều hộp xoàn ra đếm thì quay lại đây chia sẻ với mình. Cảm ơn các bạn tụi ba rất là nhiều nha, cố lên tụi ba, cố lên nha. Mình rất là thích cái tinh thần này, tinh thần rất là nữ cường, rất là mạnh mẽ, rất là lạc quan, yêu cuộc sống. Và chỉ cần các bạn giữ cái tinh thần này thôi thì mình nghĩ là không cần biết là năm 2021 hay 2022 tình tiền nó sẽ tự đến với các bạn. Rồi, đó là tổng quan trả bài tụ số 3 và đó là trả bài ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã quay lại đây để gặp lại Quy một lần nữa, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất rất nhiều lần, rất rất nhiều chủ đề nữa các bạn. Lần trước Quy rất là vui khi các bạn đã comment ở dưới và cho Quyên biết về việc là các bạn muốn biết thêm thông điệp về tình yêu để Quyên có được những cái định hướng cho cái trả bài tài sắp tới. Và các bạn hãy cứ tiếp tục như vậy, nhớ comment giùm Quyên là các bạn đã chọn tụ nào nè, các bạn thấy cái tụ đó có đúng với bạn không, và cho Quyên biết là sắp tới các bạn muốn nghe thêm thông điệp về chủ đề gì nha. Nhớ like, share và subscribe kênh CGV Cinema để chúng ta tiếp tục gặp nhau vào những trả bài của tuần sau. Và cuối cùng, bye bye.